Trong báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kỳ về việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết việc huy động quá sức đóng góp của người dân đã từng bước được chấn chỉnh. Theo báo cáo của Chính phủ, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 là khoảng hơn 820.964 tỷ đồng, bao gồm cả ngân sách trung ương và địa phương. Các bộ ngành và địa phương đã tích cực huy động các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác, trong đó vốn cộng đồng và dân cư đóng góp là 56.799 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nợ động xây dựng cơ bản đã giảm mạnh nhưng đến tháng 8 năm 2018 vẫn còn một số địa phương nợ ở mức tương đối cao, tập trung ở một số địa phương có tỷ lệ số xã đạt tiêu chí nông thôn mới cao ở khu vực đồng bằng sông Hồng.